theo chân đoàn thanh niên công an huyện Đắk Rông đến thăm em Hồ Anh Quang tại thôn Vùng Kho, xã Đắk Rông. Năm lên 4 tuổi, gia đình phát hiện Quang bị nhiễm trùng máu và viêm đa khớp. Hàng tháng, bố con Quang đều bồng nhau vào Bệnh viện Trung ương Huế để thăm khám. Mẹ bần chăm em gái nhỏ, nên thời gian lo chuyện đồng áng, nương rẫy càng ít. Vì thế, cuộc sống của gia đình em rất khó khăn. Năm 2022, đoàn thanh niên công an huyện đã nhận Quang là em nuôi của đoàn. Định kỳ mỗi quý, các đoàn viên đều đến thăm, tặng quà, động viên em tiếp tục đến trường học tập. Hôm nay có cô chú công an đến thăm, cháu rất vui, con mong được khỏe mạnh và vui chơi với các bạn. Với phương châm, mỗi cơ sở đoàn đảm nhận đỡ đầu ít nhất một em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhiệm kỳ 2022-2027. Để duy trì hoạt động, Ban Thường vụ huyện đoàn Đắk Rông đã đề nghị các cơ sở đoàn chủ động tích cực xây dựng nguồn quỹ bằng nhiều hình thức, kêu gọi các nhà hảo tâm huy động sự đóng góp của cán bộ đoàn viên tại cơ sở, tổ chức nhiều hoạt động đảm nhận các công trình, phần việc để gây quỹ. Cái chương trình em nuôi của đoàn này với mong muốn là để giúp đỡ các em có những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Từ đó là đoàn thanh niên đã trích từ cái quỹ của đoàn hội để mà hỗ trợ các em hoàn quỹ là 500.000 đồng, cũng như kèm các hiện vật như là sách vở, rồi là bánh, quà bánh kẹo để hỗ trợ các em phần nào trong học tập như trong cuộc sống, với mong muốn là giúp đỡ các em là không ngừng để tiếp thêm động lực cho các em, để các em cố gắng trong học tập cũng như trong cuộc sống. Được biết, sau 5 năm thực hiện chương trình em nuôi của đoàn, toàn huyện Đắk Rông đã có gần 100 em được nhận đỡ đầu. Mỗi em sẽ được giúp đỡ trong thời gian từ 3 đến 5 năm. Sau thời gian này, nếu khó khăn chưa được giải quyết, tổ chức đoàn sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ.